kinh nghiệm là chúng ta cũng nên né mấy bác xe buýt ra. À, mấy bác xe buýt chạy ảo lắm các bạn. Thân lại dài, nhiều khi không có thấy hết. Rồi đua giờ, đua điểm. Thôi, cứ từ từ các bạn ơi, không việc gì phải lo. Đi kiểu gì cũng tới. Những cái tình huống này mình không bao giờ mình dám xét lên. Lỡ mà ok mấy bác nó tạt cái đầu vô một cái là coi như dính cái xe của mình thì thôi mình chừa các bạn. Mình chừa cái khúc đó. Chừng nào mà cái xe đó nó đi qua rồi mình hãy chui vô. Mà các bạn chạy lên tới đây là tới đường Tôn Đản ha. Rẽ trái thì chúng ta sẽ vào đường Tôn Đản. Thường thì đi những cái giờ cao điểm như vậy thì các bạn không có rẽ trái được đâu các bạn. À, họ rào lại hết rồi. À, nên là chúng ta buộc phải đi thẳng thôi. Bởi vì rất là kẹt xe nên là buộc phải rào lại các bạn. Chỉ tối hình như mình nhớ là sau 9 giờ hay sao thì mới mở mấy cái rào này ra. À, thường bây giờ chuẩn bị mình đi qua hầm Thủ Thiêm nè các bạn. Đấy, đi qua hầm Thủ Thiêm thì mình cũng chia sẻ cho các bạn một số những cái kinh nghiệm đúng không, và cái cách chúng ta đi qua hầm nó như thế nào. Đằng sau mình cũng bóp còi của mình, bóp còi mình không có chạy nhanh được đâu, ổng cũng có vượt được đâu, đúng không? Cứ từ từ mà đi thôi. Rồi chúng ta đang tiến tới Hoàng Diệu nè. Rồi. Thì các bạn đi qua hầm Thủ Thiêm thì một là các bạn có thể rẽ trái vào đường Hoàng Diệu, ha. Rồi sau đó chúng ta đi lên một chút nữa chúng ta tới ngã tư cầu Ca Mét á, các bạn rẽ phải thì các bạn lên cầu Ca Mét cũng được. Nhưng mình thì mình không có đi cái cung đường đó. Ở đây thì mình sẽ đi thẳng, à, sau đó chúng ta sẽ bọc dưới chân cầu Khánh Hội để chúng ta đi đường Đoàn Văn Bơ, chúng ta đi bên hông cặp cái bờ kênh đó, chúng ta đi lên thẳng luôn, nó sẽ có một cái đường lên cầu là như vậy. Hết sức cẩn thận nha, là vì xe máy nó sẽ tạt đầu nó rẽ trái, các xe nó cũng cúp đầu nó rẽ trái rất là nhiều, nên nếu như mọi người đi thẳng thì mọi người cứ từ từ mà đi, không sao hết các bạn. Chạy được từ nãy giờ rồi các bạn thấy không, cái xe ở trên nó dừng lại mình cũng phải thẳng gấp lại. Tình huống như vậy đa phần là do xe máy tạo ra. Rồi, xin chào mọi người. Các bạn thấy không, trước mặt chúng ta là bắt đầu quận nhất rồi đấy. Đó, tòa nhà rất là nổi tiếng Vitexco. Thì nếu mà các bạn đi thẳng luôn thì các bạn sẽ qua cầu Khánh Hội, chúng ta đi vào hướng đường Tôn Đức Thắng. Đấy. Còn mình thì đi qua khu Sala. Các bạn thấy không? Ra là cặp cái đầu là ra liền chứ không có nhường cái xe từ trên người ta xuống. Đa phần các bạn chạy Grab chạy rất là hậu, chạy nhanh, không có nhường. Nói chung mình cũng hiểu áp lực công việc, áp lực về đồng tiền, nhưng mà nói chung cái cuối cùng vẫn là cái sự an toàn, đúng không các bạn? Rồi chúng ta đi qua cái hầm khúc này, một cái hầm, cái đường chui ở phía dưới cầu Khánh Hội đó các bạn. Ok, ta ra cặp cái đường này, chúng ta đi lên trên cầu Ca Mét rồi chúng ta xuống. Đấy.
xe hơi là phải nhường xe máy trong những cái tình huống này, các bạn nó mặc định luôn. Nhiều người người ta chạy ẩu hoặc là người ta không kiểm soát được thì rất là dễ đó. Các bạn đi lên cái đường này ha, để chúng ta lên cầu Cam Ác. Thì mọi người lưu ý là lên cái đường này thì mình chỉ có một hướng duy nhất thôi là chúng ta rẽ phải nha các bạn. À, có biển cấm rẽ trái rồi mọi người thấy không? Rồi, chúng ta rẽ phải. Ở đây nó có cái vạch trắng kẻ như vậy là chúng ta lên lưu ý chúng ta không có đi quá gian lên trên đó, chúng ta quẹo nha mọi người. Rồi, bây giờ là cái hướng xuống hầm đây. Hướng xuống hầm và hướng đi vào quận nhất. Mọi người đi xe hơi thì các bạn đi ôm sát vô bên trong nhớ nha. Đấy, sát vô bên lên bên trong là xuống hầm. Rồi, đừng có đi lộn vô cái đường xe máy sát bên nha mọi người. Rồi xuống hầm thì các bạn lưu ý chúng ta đá nhanh là chúng ta chuẩn bị vô cái phần đường dành cho xe hơi. Khúc này kinh nghiệm là các bạn nên bóp vào cái kèn cho xe máy người ta biết ha, để lúc này các bạn ra cho nó dễ ngó kính sau xem có cái xe sau lên không. Rồi ok, mở đèn lên. Đấy, mọi người lưu ý khi vào hầm thì chúng ta mở đèn chiếu gần nha các bạn, tức là không có để đèn pha. Đèn pha là sẽ bị phạt nha. Đấy, tốc độ tối đa trong hầm là 60 km/h, kinh nghiệm khi chúng ta đi hầm nè các bạn. Đầu tiên là mọi người thấy là hầm thì nó có hai len. Bên kia nó cái hầm phía bên kia nó cũng có hai len. Thì mọi người lưu ý là len này là len liền vạch, len màu trắng không có đứt quãng. Điều đó có nghĩa là chúng ta không được phép chuyển len, chúng ta không được phép vượt ở trong hầm. Rồi. Mỗi lần mà các bạn vi phạm là các bạn sẽ có camera record lại ngay. Thứ hai, đi trong hầm thì chúng ta cũng không có ốp kèn, không nẹt bô. Đấy, nên là mọi người cũng lưu ý. Rồi, tới lúc mà chúng ta lên dốc á, thì chúng ta nhấn ga nhẹ nhẹ thôi, vừa đủ để xe nó chạy. Mọi người duy trì cái tốc độ và cái khoảng cách đối với xe trước. Vô hầm thì cũng đừng có cố gắng chạy nó quá gần nha các bạn. Kinh nghiệm lên dốc hay xuống dốc thì cũng vậy, giữ một cái khoảng cách nó an toàn vừa đủ để giúp cho các bạn chúng ta có thể cơ động để chúng ta xử lý trong những cái tình huống mà cần thiết. Rồi lên tới đây chúng ta chuẩn bị ra khỏi hầm đúng không? Rồi ra khỏi hầm thì mọi người lưu ý nè. Nếu mà các bạn muốn chúng ta quay ngược lại về quận nhất, quay đầu đi lại qua cái hầm mé bên kia để về lại quận nhất thì các bạn ra tới đây, tới đây thì vẫn còn vạch liền nè các bạn, các bạn chưa có chuyển lên được đó. Thì các bạn đá nhanh bên trái rồi các bạn đi thẳng về phía kia đó. Các bạn thấy không, đá nhanh trái đi thẳng về mé bên tay trái của mình đó, là cái mé đó là mé quay đầu, hoặc là các bạn đi về phía cầu Thủ Thiêm 2. Tức nghĩa là vô trong đó chúng ta mới được rẽ trái và quay đầu nha các bạn. Còn lại các bạn đi thẳng thì các bạn sẽ đi về mé bên phải, đúng không? Đi thẳng, đi về mé bên phải. Đấy, các bạn lưu ý nha. Sala thì các bạn có thể lấy xin nha, nên chúng ta đi vào chung với lại làng xe máy luôn. Đấy chi, chút nữa mình quẹo vào Sala cho nó tiện. Các bạn đi ở ba cái len xe hơi ở phía bên trong bên tay trái này nè, thì các bạn vẫn có thể quẹo vào Sala được nha. Mình đi len trong cùng mình có thể là quẹo vào được, nhưng mà đèn quẹo thì nó khá là ít các bạn, nên chúng ta mất thời gian. Rồi
tới đây thì xuống dưới cầu là các bạn có thể né được, là các bạn đi vào khu bên trong sala luôn. Mình né được một cái khúc đèn đỏ, rồi xe máy ở phía trên rất là đông, chúng ta quẹo. Thì mọi người lưu ý là chúng ta qua cái khúc này thì xe máy họ chạy xuống dốc cầu, họ chạy rất là nhiều. Chúng ta lan từ từ cái xe thôi, chiếm dụng cái không gian, sau đó thì chúng ta đi vào. Và bây giờ là chúng ta đã tới khu sala rồi. Đấy, các bạn thấy không? Rất là đẹp. Rồi, như vậy là chúng ta vừa đồng hành cùng với Hoàng một quãng đường cũng khá là dài. Hy vọng là các bạn cũng có những cái trải nghiệm, có những cái kinh nghiệm, và các bạn cũng biết những cái bài học cần thiết. Xin cảm ơn mọi người. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ. Và đừng quên đón chờ những clip tiếp theo nha. Xem phát là thẳng tắp luôn. Đấy. Ok, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào.